Chào bạn. Hôm nay tôi đi dự cái đám cưới của người con của người bạn. Con của anh Nghiêm. Bây giờ thì đi qua bên Châu Chầu ở bên Rochester để dự cái đám cưới con của Nghiêm. Bữa nay Nghiêm gả con gái út. Khi mà dự cái đám cưới thì tôi sẽ có rất nhiều những câu chuyện để kể cho bạn bè nghe. Bây giờ thì tôi đi qua bên Châu Chầu ở Rochester để dự cái đám cưới con gái của anh Nghiêm, và sẽ gặp rất nhiều những người bạn gò công của mình, và do đó tôi sẽ dùng cái phone tai để kể thành những câu chuyện những người gò công ở Boston. Mình làm câu chuyện phải có mấy cái này rồi chứ, phải không? Thank you.
And especially in our guests, there are a number of family members, especially friends. And I say friends, they are specifically wishing for a specific time to happen. And now is the time. You guys, what time is it now? Yeah! Thank you very much, everyone, for your patience. And now we are officially starting the program. On behalf of the bride and groom and the families, we would like to welcome everyone. And now the reception begins. Thank you and welcome! Mừng với ngày vui của Phúc và Nghi. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2018. Một số lễ cưới đã được long trọng cử hành, mà bây giờ Lê Tuấn xin được thông báo đến quý vị. Đó là một lễ vu quy đã được cử hành tại tư gia của gia đình cô dâu ở thành phố Quincy, Massachusetts vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay. Và sau đó thì có rước dâu về ở thành phố Boston, Massachusetts, và một lễ thành hôn đã được long trọng cử hành vào lúc 12 giờ trưa. Hôm nay, hai người bạn của chúng ta, hai người thân của chúng ta là Phúc và Nghi trở thành chồng vợ của nhau. Và đó là lý do mọi người có mặt đông đủ như thế này để cùng chung vui với niềm vui lớn của hai gia đình họ Lê, họ Nguyễn và cả hai bạn, đó là Phúc và Nghi. Một lần nữa, mời quý vị cho một tràng vỗ tay để chúc mừng cho cô dâu chú rể và gia đình hai bên. Trân trọng cảm ơn và chúc mừng toàn thể quý vị rất nhiều. Ladies and gentlemen, I just made an announcement, so we all have followed the information of the wedding reception today and how we got here at this point in time. Our two lovely friends that we know, Phúc and Nghi, they got married today, Saturday, the 15th of September, 2018. That marks a very special time for these two people to come together, and we all here to witness the happiness in their lives together. Today at 10 o'clock, there's a ceremony in the private home of the bride at 10 o'clock in the city of Quincy, and followed by another ceremony at home in the private home of the group at 12 noon today in Boston. It's wonderful and it's meaningful and special to have everyone here to be happy for Phúc and Nghi and the families of both sides. I am as happy as you and excited as you and feeling honored and special. Once again, big round of applause to congratulate the bride and groom and the families that win and the lead today. Thank you. And especially, I can't wait to find out the winner of the time of starting today. All right. Và kính thưa quý vị, hôm nay là một cái cơ hội đặc biệt vô cùng mà Lê Tuấn xin được giới thiệu đến quý vị những thành viên của chú rể và cô dâu lên đây ra mắt cùng toàn thể quý vị quan khách trong ngày vui trọng đại của hai em Phúc và Nghi trong ngày cưới hôm nay. Ladies and gentlemen, it is a very special day, big day, so that's why I'd like to take this very opportunity to introduce to you the family members of the groom and then the bride to come up in front of everybody so you know who these people are, how they related to the groom and the bride. Let me start with the groom's family members first. Familia. Lê Tuấn xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị những thành viên của gia đình chú rể lên đây ra mắt cùng toàn thể quý vị quan khách. Trước tiên, trân trọng kính mời ba mẹ của chú rể là ông Lê Sơn và bà Lê Ngọc Bê. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce to you the groom's parents, Mr. Sean Lee and Mrs. Bay Lee. Xin được trân trọng chúc mừng và đón chào hai bác. Đây là ba mẹ của chú rể.
So the next family members are the brother of the groom and his wife, and they are in the bridal party. So I will introduce them a little later. So keep track of who these people are, but that's the brother. The younger brother of the groom and his wife, okay? So they're gonna come up later. Và sau đây là những thành viên trong gia đình của cô dâu. Lê Tuấn xin được giới thiệu đến quý vị. Ba mẹ của cô dâu là ông Nguyễn Thành Nghiêm và bà Trần Thị Thanh Toàn. Ladies and gentlemen, I'm honored to introduce to you the parents of the bride. It's wonderful to have them today, Mr. Nghiêm Nguyễn and Mrs. Toàn Tran. Xin được kính mời và chúc mừng đến gia đình của hai bác. Lê Tuấn cũng xin được giới thiệu đến quý vị người tiếp theo trong gia đình của cô dâu là anh hai của cô dâu, là anh Nguyễn Trần Bảo Tuân và hai cháu là Tyler Nguyễn và Evan Nguyễn. Ladies and gentlemen, please welcome the older brother of the bride, Mr. Tran Nguyen Bảo Tuân, and his two children, Tyler and Evan. It's great to have you to join the family right over here. Và thành viên tiếp theo trong gia đình của cô dâu xin được đón chào chị của cô dâu là chị Nguyễn Thị Thùy Ngân, cùng với chồng là anh Nguyễn Xuân Hùng và hai con là Nguyễn Xuân Phi và Nguyễn Xuân Nam. Ladies and gentlemen, please welcome the family of the bride's older sister, Ngân Nguyễn, her husband, Mr. Hùng Nguyễn, and their lovely two children, Phi and Nam. Quý vị có nhớ là hồi nãy Lê Tuấn có giới thiệu đến quý vị sau đây là em trai của chú rể, đó là Sĩ cùng với vợ của em trai của chú rể, đó là Quỳnh. Sĩ Lê và Quỳnh Dương hôm nay đóng một vai trò rất là quan trọng, đó là hai em là rể phụ và dâu phụ. Chúng ta cùng nhau đón chào đôi rể phụ và dâu phụ thứ nhất cũng là em trai của chú rể. Ladies and gentlemen, please welcome the first pair of groomsmen and bridesmaids, Sĩ Lê and Quỳnh Dương. Remember, I mentioned to you, this is the younger brother of the group. He's here with us today, and his wife. Look at them, how happy they are, helping out and having a good time at the same time. Well, besides the younger brother of the group and his wife, we also having another pair of groomsmen and bridesmaids. Chúng ta hãy cùng nhau đón chào rể phụ và dâu phụ thứ hai là Tony Yu và Christina Hoàng. Ladies and gentlemen, please welcome the second pair of groomsmen and bridesmaids. They are here with us too, and they are as happy as the first pair, dancing their way in. Look at that, so nice. They try to top the first pair. Oh my goodness, unbelievable. So nice, so wonderful. Đó là hai đôi rể phụ và dâu phụ chúng ta vừa đón chào. Kính thưa quý vị, hôm nay ở thành phố Boston hầu như mọi thứ trở nên càng đẹp hơn. Đường phố thì hầu như là mở rộng ra hơn để đón chào một đôi tình nhân hạnh phúc. Khung cảnh ở đây mọi người ai cũng đẹp đẽ vô cùng, rạng rỡ. Nhưng mà chỉ một điều là hình như thời gian có vẻ hơi chậm lại. Bởi vì mong mỏi được ngày hôm nay xảy đến với chúng ta đã được đến đây để cùng nhau nhìn thấy một đôi hạnh phúc vô cùng. Và bây giờ phút đó đã đến. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau đón chào đôi tân hôn trong ngày hôm nay. Và là lý do mà mọi người đang mong mỏi, đó là chú rể Lê Hữu Phúc và cô dâu Nguyễn Thị Thanh Nghi. Ladies and gentlemen, please welcome and congratulate our lovely, lovely couple for the evening and for the very first time, Mr. and Mrs. Lee. Chúc mừng đến hai phúc và nghi. Oh my God, how did that feel? Feels good! Feels good! You bet it feels good! The
rất là tuyệt vời và chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều đã dành những tràng vỗ tay đồng nhiệt để đón chào cô dâu và chú rể của chúng ta đã tiến lại lễ đài trong phần vừa qua. Mà như người ta tiến lên hơi nhanh thì phải, đi như là phản lực vậy đó, phải thẳng lên luôn. So we wish for you to do a little slower and then you dance your way in, you know, so we can enjoy you a little more, you know. All right, but we're not going to do it again because we have a good time seeing you together. That's the most important thing. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng vỗ tay để chúc mừng đến cho cô dâu và chú rể và gia đình hai họ của chúng ta. Và bây giờ trong không khí lòng trọng thế này, Lê Tuấn xin được một vài giây phút sau đây để giới thiệu đến quý vị những người thân trong gia đình của chú rể và cô dâu có mặt trong ngày hôm nay. Và vì không gian trên đây có hạn, cho nên mong quý vị thông cảm và đứng lên tại bàn cho. Ladies and gentlemen, we are taking this very seriously by acknowledging the family members of the groom and the bride who are here today. But you could see that due to the limited space, we would like to call for your names and please stand up at your own table. Thank you very much. Cùng hiện diện trong ngày hôm nay là thông gia của gia đình chú rể, ông bà Dương Quang Phong và Lương Thị Liên. Lê Thị Liên có mặt trong ngày hôm nay. Xin được đón chào ông bà. These are the in-laws of the groom's family. They're here today, Mr. Phong Yu and Mrs. Liên Lee. Xin mời các cựu sinh viên sĩ quan chiến tranh chính trị Đà Lạt là đồng môn của ba chú rể và cô dâu, đặc biệt là có anh Phan Lừa đến từ Georgia và anh chị Lâm Hoàng Ân đến từ California. Xin mời quý vị đứng lên tại bàn cho. Ladies and gentlemen, here also the family of the group would like to welcome the alumni of the political warfare officers who are the close friends of the groom and the bride that here today, especially Mr. Leo Phan and Mr. Leo Phan and Mr. and Mrs. Huang Lam Huang Ân from California and from Georgia. Thank you very much for coming. Và sau đây là họ hàng của cô dâu, xin mời đứng lên tại bàn. Cô họ của cô dâu là cô Thủy đến từ Virginia. We have auntie of the bride. This is Thủy from Virginia. Welcome. Và sau đây là các người anh họ của cô dâu cũng đến tham dự trong ngày hôm nay. These are the cousins of the bride. Anh Hoàng và vợ, anh Đức cùng với vợ con, anh Thanh và vợ. Xin mời đứng lên tại bàn cho. These are the cousins of the bride. Welcome, we're so happy to see you. Thank you very much. Bạn bè thân thiết của gia đình cô dâu gồm có ông bà Truyền đến từ Texas. Very close friends of the bride's parents, Mr. and Mrs. Truyền. They are from Texas. Welcome. Very nice to have you. Bà Châu, ông bà Bá và cô Dương Sang đến từ Pennsylvania. Ladies and gentlemen, also the friends of the bride's parents, we have Miss Joe, Mr. and Mrs. Ba, and Auntie Yu Shan, and they from Pennsylvania. Wonderful to have you. Thank you very much. Và sau cùng là hội ái hữu đồng hương Gò Công của gia đình cô dâu cùng đến tham dự trong ngày hôm nay. Và xin mời quý vị hội ái hữu đồng hương của hội Gò Công đứng lên tại bàn cho. The bride's family is also welcoming the association of the fellow countrymen from Gò Công. This is where the bride's family was from. Welcome. Thank you very, very much. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay, trong không khí long trọng thế này, gia đình của chú rể, gia đình của cô dâu cũng xin đón chào tất cả những người trong gia đình và thân bằng quý thuộc đến tham dự trong ngày vui hôm nay. Mà quý vị không có nghe tên thì xin mời quý vị thông cảm cho, bởi vì nhìn hai bên đón chào toàn thể mọi người đến tham dự trong ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you very much. Và sau đây Lê Tuấn xin được giới thiệu đến quý vị một người đại diện của gia đình hai họ lên đây có đôi lời đến toàn thể quý vị quan khách trước. Là những người ở Gò Công, Châu,
hôm nay lại gặp lại nữa. Đăng tiếng là có bà đi. Rồi. Anh có bà đi vui lắm. Anh Châu nè, anh Châu. Thấy không? À, hồi xưa là cụ không phải cụ chủ tịch thì hội Gò Công có tranh đó. Đó. Cái định nói cái vụ có không ta nghe. Gò Công ở Boston đó, ảnh là cái sợi dây liên lạc của rất nhiều những người Gò Công ở vùng Boston. Đó. Thôi gửi lại thăm rồi. Sẵn gì đây gửi lại thăm chị Hưng với mấy chú cháu rồi á. Rồi, cảm ơn anh. John Lee, he will speak a few words on behalf of both families today. Mr. Sean Lee. Kính thưa bà con, cô bác nội ngoại hai họ. Kính thưa quý vị quan khách. Kính thưa quý anh chị trong gia đình Nguyễn Trãi. Đồng ra phần phát biểu chào mừng quan khách hôm nay là của thân sinh cô dâu. Lý do là vì hai gia đình chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt, ngoài tình thông gia còn là tình đồng môn. Và anh Nghiêm trước đây là niên trưởng của tôi ở trường Đại học Trường Tân Chính trị Đà Lạt, nhưng anh đã nhường vinh dự này là cho tôi, thật đồng như truyền thống của trường mẹ là anh lúc nào cũng bao dung đồ lực. Vậy tôi xin làm phép là dìu cho hai gia đình chân thành cảm ơn
quý vị đã có thời giờ quý báu đến đây chung vui trong buổi tiệc cưới của hai cháu Lê Vũ Phúc và Nguyễn Thanh Nghi. Nhất là quý anh chị ở ngoài tiểu bang đã vì tình anh em, tình bạn bè tri kỷ mà đã không quản ngại đường xa xa xôi của về đây tham dự tiệc cưới và chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Tình cảm cao đẹp đó thể hiện sự yêu thương cho hai cháu Phúc và My. Chúng tôi xin ghi nhớ trong lòng. Thưa quý vị, hôm nay hai gia đình chúng tôi rất là vui mừng và sung sướng được đón tiếp quý vị, những người mà chúng tôi rất là quý mến và ngưỡng mộ trong những lần được sinh hoạt chung với quý vị ở trong cộng đồng cũng như ở trong hội đồng hương Thừa Thiên Huế. Và hôm nay chúng tôi cũng được vinh dự gặp mặt và làm quen được quý anh chị với họ nhà gái, có thể nói đây là một buổi hành mộ không thể nào quên. Và sau đây chúng tôi xin có đôi lời với anh chị trong gia đình Nguyễn Trãi, những người mà chúng tôi đã gắn bó suốt mấy chục năm qua kể từ ngày vợ Nguyễn ra đi. Trong tất cả mọi chuyện vui buồn của hồi, lúc nào anh em cũng có nhau trong tình hải hữu. Và tình cảm tốt đẹp này chúng tôi cũng muốn truyền lại cho lớp hậu duệ, còn tiến xa hơn nữa là cái đền hôn nhân. Thì hôm nay ước mong của hai gia đình chúng tôi đã thành hiện thực. Con trai của Nguyễn Thị Bốn Lê Sơn và cái chiêng cùng con gái của Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thành Liêm. Và niềm vui mừng được nhân lên gấp bội khi có sự hiện diện của bà con nội ngoại hai họ, của quý anh chị trong gia đình Nguyễn Trãi cũng như của quý vị quan khách. Thì niềm vui quả đó hai gia đình chúng tôi nguyện xin ghi nhớ mãi trong lòng. Và trong vấn đề tổ chức có thể có nhiều sự sơ sót, tất lễ tìm chính quý vị niềm tình tha thứ cho. Cuối cùng xin kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và một buổi tối thật là vui vẻ và thưởng thức những món ăn ngon miệng. Kính trọng kính chào. Vì xin cảm ơn bác Sơn rất nhiều. Tươi ngày xưa hoa lá để màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới. Bên chú sẽ hiện xin đưa lại người con vinh thay họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối gì dài lâu. Ô vui quá xa mà tôi nhà trai là hân hay bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu về lâu, ta hát câu sùng bày cho gắng ngày trời mây. Và ai đã tôi đi thầy Trường. Không dám mà quên tên. Phải vậy, phải có người nhắc tuôn. Anh nhắc tuôn bán.
ông sáng ông đi theo tôi không nhắc tuồng mà ai đó đại số 7 coi nha. Thấy không? Em một cái là hôm nay còn không nhân một cái chuyện giữ một cái chuyện đám cưới con gái của anh chị nghiêm chị thủy nói chị lại đây chị nghiêm nói gì chị ơi Yeah.